Chào các bạn nhé. Hiện tại thì mình đang có bốn chú cú gáy. Tình hình cụ thể như sau. Thứ nhất là đây, con này. Chim đều nuôi tầm khoảng gần năm rồi. Gáy lai dai rồi. Mã đây. Đây. Con này nó lỗi một tí móng này, đây cái móng sau này. Đấy. Thì nó mọc mà nó bị xiên sang một bên. Con này thanh lý 450 này. Đấy, riêng chim nhá. Đấy. Rất là đẹp. Đấy. Móng sau móng hơi xiên một tí. Đấy, con thứ nhất. Con thứ hai này. Gáy lai dai rồi. Không cần lỗi gì. Bóng bộ đẹp. Đấy. Cũng nuôi gần năm rồi. Cụ này nó đang thay lông, không lỗi lầm gì nhá. Này 850. Đây. 850.000 xanh cam xám. Con thứ ba. Cũng rất là đẹp. Cái bài này hơi dậy một xíu. Đấy. Cũng 850.000 nhá. Thật lỗi. Con thứ tư. Rất là đẹp. Thật lỗi chứ. Cũng 850.000. Tóm lại nhé, anh em nào lấy chim ấy thì alo cho mình theo cái số điện thoại là 0908070555. Còn cái lồng này anh em nào mà lấy này 250.000 một cái, móc áo mình lắp hết như này rồi. Còn chim thì mình nói lại nhé, con này lỗi một tí móng thì 450.000. Cái bọn mà không lỗi này, không lỗi lầm gì. Đây. Mẫu mã các thứ đẹp 850.000. Cái lai dài rồi. Mùa này thế lâu. Cảm ơn anh nhé. Đã xem video này. Chào anh.